chấp ngăn tù. Thưa anh em chị em, hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2017, nhận lời mời của anh em chị em cờ đỏ Quỳnh Lưu và Diễn Châu của Nghệ An, thì hôm nay đoàn cờ đỏ Hà Nội của chúng ta lên đường vào Nghệ An để giao lưu với anh em chị em cờ đỏ Nghệ An. Thì chúng ta đi thành từng xe, mỗi xe có trưởng xe, thì đề nghị anh em chị em ấy tất cả đều phải chấp hành mệnh lệnh của trưởng xe. Đoàn sẽ chỉ đạo, sẽ quản lý anh em chị em thông qua các trưởng xe, và mong anh em chị em ấy lên đường an toàn và vui vẻ. Chuyến đi của chúng ta thắng lợi. Xin báo cáo với toàn thể anh em trong đoàn này, và tất cả thành viên trong đoàn hôm nay là chúng ta đoàn của trước hết là chủ yếu là của Vietvision và của một số anh em cờ đỏ Hà Nội. Chúng ta nhận lời mời của bà con đội cờ đỏ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hôm nay chúng ta vào đấy họp mặt và giao lưu với em cờ đỏ của Nghệ An. Đến thành phần trong đoàn thì người ta các bác biết rồi, là đồng chí Trần Nhật Quang là trưởng đoàn, và xe 1 gồm có Trần Nhật Quang, Bảo Trâm, Vừa Bảo Tổ là trưởng xe 1, là Bảo Trâm, trưởng xe 2 là Quân Cúc, trưởng xe 3 là Lính Tăng. Người ta trên đường đi chúng ta nên giữ đúng cái cự ly, xe trước để xe sau chúng ta đi theo đoàn. Và cái lịch dừng nghỉ thì đã thông báo trên mạng Facebook rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ nghỉ tại biển số Thanh Hóa khoảng độ 15 phút, sau đó chúng ta tiếp tục hành trình về Nghệ An. Thì vào đến Nghệ An ấy thì đã có cờ đỏ của Sơn Hải ra đón, thì vào trong đấy chúng ta sẽ ăn ở theo lịch của đoàn, hoạt động theo đoàn. Thế vậy giờ chúng ta giờ xe nào chúng ta về xe đấy. Bây giờ các trưởng xe đã nắm được thành viên trong xe chưa? Đã được rồi. Rồi, xe 1 đề nghị báo cáo. Bảo Trâm báo cáo. Báo cáo trưởng đoàn Trần Nhật Quang, xe 1 80 đỗ. Xe 2 đề nghị Quân Khúc báo cáo. Rồi, xe 2 báo cáo là điểm danh đủ số lượng người. Xe 3 Linh Tăng báo cáo, đây có số 5 người đủ, có mặt đầy đủ. Xin lên hàng xuất phát ạ. Được. Bắt đầu đến giờ xuất phát. Hiện nay ba xe C1, C2, C3 đã mọi người đã bắt đầu quân số điểm danh đủ và mọi người bắt đầu lên xe để tiến về Quỳnh Lưu, giáo họ Văn Thai, giáo sư Quỳnh Ngọc, và Vietvision sẽ ghi chép lại đầy đủ cái hình ảnh mà kính mời bà con theo dõi cuộc hành trình của anh chị em Vietvision và cờ đỏ Hà Nội về họ mặt anh chị em cờ đỏ ở ba xã ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Kính thưa quý vị các bạn, hiện nay xe số 1 do Bảo Trâm làm trưởng xe và bác Trần Nhật Quang trưởng đoàn đang ngồi trên xe số 1. Chúng tôi di chuyển rất là chậm trên con đường nội thành để hướng đến tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, và sau xe của số 1 của Bảo Trâm cùng bác Trần Nhật Quang làm phụ trách, thì đằng sau ngay đuôi chúng tôi xe số 2 và xe số 3. Và hôm nay cũng xin giới thiệu với quý vị khán giả một gương mặt vừa quen và vừa lạ, đây là anh Nguyễn Tuấn Phong, một khán giả rất là thân cận của bên Vietvision. Khi hồi tháng 7 Ngô Long ra Hà Nội thì anh Tuấn Phong cũng lấy xe và đưa cùng Bảo Trâm đưa Ngô Long tiến ra sân bay. Một anh chàng rất là trẻ đẹp trai, hiện nay đang lái chiếc xe Ford 8 chỗ. Vâng. Đây các thành viên trên xe số 1. Đây là bác Trần Quang trưởng đoàn ngồi trên xe. Đây xe này vui, xe đầu lão ạ. Vâng. Ban chỉ huy của cuộc hành quân về giáo họ Văn Thai là ngồi hết trên xe số 1. Vâng, chào bác Tuyến. Đoàn đã đến Bình Sơn, Thanh Hóa tạm dừng chân. Xin chào mệt mỏi. Vâng. Hiện nay các xe bắt đầu dừng ở Bình Sơn, Thanh Hóa để nghỉ. Anh Quang thấy chuyến đi thế nào? Có mệt không anh?
Rất là vui. Bác Tuyến đây, bác có mệt không bác? Bác cao tuổi nhất đoàn ạ. Rất vui. Bác Tuyến đây cao tuổi nhất đoàn ạ. Vâng. Bác rất khỏe, rất vui. Đây là cậu quay phim phụ của đoàn. Cậu quay phim, đây là cậu quay phim học trò anh Doãn Như Lân đây. Vâng, anh Lân vì sức khỏe không đi được nên là cử cậu Minh là học trò đi để quay phim cho đoàn. Anh Tiến cho đoàn đã dừng ở Bỉm Sơn được 1/2 chuyến đi rồi. Chặng đường anh thấy có sức khỏe anh thế nào ạ? Bây giờ chúng tôi rất là phấn khởi, hôm nay là chương trình đoàn cùng với anh Lân thay đổi là chúng ta Sơn Hải từng như Nghệ An. Tinh thần rất là thoải mái, đến giờ phút này chúng tôi trải ra cảm thấy anh nào cũng phấn khởi và rất là khỏe. Vâng. Như vậy là đoàn chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi, dừng chân ở Bỉm Sơn đúng như lịch trình đúng không ạ? Vâng, hy vọng là chúng ta có chuyến đi rất là thành công suôn sẻ. Trong lúc chúng tôi đang dừng xe ở Bỉm Sơn thì xe của chị Hà Vũ cũng đã tới ạ. Vâng, xe có hai xe duy nhất mà chở các thành viên nữ của đoàn. Chúng ta dừng xe ở Bỉm Sơn rồi. Thưa chị Hà. Chị Hà với cả chị Vinh ơi, các chị thấy với sức khỏe của phụ nữ chúng ta đi 1/2 chặng đường, các chị thấy nào, có mệt không ạ? Không, rất là phấn khởi, rất là vui vẻ. Vì đi về công việc của đội cơ đỏ nên rất là không khổ, không có gì là mệt mỏi cả. Vâng, tôi thì thấy chị Hà Vũ, riêng chị Hà Vũ có một cái áo Việt Vision rất đẹp. Trong khi áo của anh Tăng đây, cái logo rất nhỏ, mà áo chị Hà thì lại có logo rất là đẹp. Chị kiếm áo ở đâu ạ? Áo này là của anh Bảo Trâm mới tặng từ hồi mới về nước. Kính thưa quý vị các bạn, này hiện nay kim đồng hồ chỉ 18:15, tức là theo lịch trình của chúng tôi dự kiến là 18:30 có mặt ở Quỳnh Lưu, và hiện nay trước mặt chúng tôi có một cái xe taxi màu xanh là chị Quỳnh Hoan là thủ lĩnh cửa đỏ ở Quỳnh Lưu ra đón chúng tôi, và đúng gần như là chính xác cái lịch trình chúng tôi đề ra, dự đoán là dự tính là 16, tức là 6:30 chiều có mặt ở Quỳnh Lưu, thì hiện nay là 6:15 mà xe taxi màu xanh trước mặt là chị Quỳnh Hoan thủ lĩnh cửa đỏ Quỳnh Lưu đã đang đi dẫn đường đón tôi trên đường vào Sơn Hải, và ngay sau xe số 1 của chúng tôi đang ngồi thì là xe số 2 của anh Lính Tăng và xe số 3 của Quân Khúc đang nối đuôi. Như vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi là chúng tôi đã các xe đằng sau đều nối rồi. Chúng tôi vừa đi qua một cái cột đá rất là to chắn giữa vỉa hè lối đi của cái trường tiểu học. Cột đá ghi có chữ là giáo xứ An Hội. Thực sự là vâng, thưa quý vị các bạn, là chúng ta đang rẽ vào Sơn Hải rồi. Xe của chị Quỳnh Hoan đã đường tôi, chắc là đây là chủ nhà đường tôi vào khách sạn đây mà chúng tôi đã đặt trước. Đúng rồi, xe của chị Quỳnh Hoan đã đường tôi vào điểm nghỉ một khách sạn mới xây khá là khang trang. Theo yêu cầu của bạn Ngọc Phương Nguyễn thì chúng tôi sẽ làm phóng sự từ lúc lên xe đến lúc xuống xe ở Hà Nội đúng không ạ? Vào xe xuống rồi, mọi người cầm đồ nhé. Anh Quang hay áo anh Quang này. Ừ. Anh Thắng cầm đồ về làm phóng. Bây giờ cái tinh thần là theo cái lộ trình và cái chương trình của ban tổ chức xây dựng mới. Dạ vâng. Tham quan ở đâu rồi giao lưu như thế nào? Dạ vâng. Bây giờ cùng hoa này, bây giờ trên là nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Rồi. Sau đó dẫn anh em đến quán ăn. Ăn xong bắt đầu tắm rửa xong bắt đầu là có giao lưu gì giao lưu. Dạ đúng rồi. Nói chung thì về đây đèn thì có nghĩa đèn tối quá, không đèn. Thì nói chung là vẫn là quê chứ không phải gì, nhưng mà người dân ở dưới em thì tình cảm lắm. Quê sao cả. Quê này quê tôi mong được như thế này không được đấy. Quê này hơi quê ngon đấy. Quá đẹp luôn. Dạ. Vâng. Thì bây giờ ở vùng quê nào trên đất nước Việt Nam thì cũng đều như nhau cả anh ạ. Anh ơi, bánh đa quán. Vâng nhá, hoa này, đây, bánh đa đây. Cảm ơn. Rồi. Đúng bánh đa dừa lạc với cả vừng như mà Hoan yêu cầu. Em thì cũng kỹ tính. Kể cả đa giao lưu nhưng mà có những cái mình cũng phải nó hoàn hảo một tí. Vâng. Cho nên là đặt con cháu rồi mình có khi cho để soi đèn gì cho coi.
Bây giờ lấy đồ, mọi người lấy đồ lên phòng, lên, lên, phòng chứ. Nghỉ ngơi xong rồi đấy. Tí nữa còn tao bây giờ không, ngày mai không nghỉ ngơi nữa mà bây giờ tất cả anh chị em nhận đồ của các xe lên phòng làm phòng danh sách. Sau đó thì gửi đồ lại đấy, tắm rửa. Để đồ đấy rồi đi. Tắm rửa qua chứ không có nghỉ ngơi gì cả. Sau đó chúng ta tập trung lên để chúng ta đi ăn cơm. Đi luôn. Chúng ta cứ đồ lên phòng và chúng ta đi ăn luôn. Không tắm rửa cũng được. Hoan anh em, anh chị Hoan anh dẫn người đi quán nữa. Đây ba chị em mình vào. Nhưng mà chỉ là bao nhiêu phút thôi nhá. Vâng. Cho 15 phút. Bây giờ ai nếu muốn lên tắm rửa qua 7 giờ có mặt. Nhưng bây giờ nó bao nhiêu? Cái gì nữa? Đúng 7 giờ tập trung ở dưới này. Đúng bây giờ anh em có mặt. Đúng 7 giờ. Lên nhận phòng đi. Đi lên nhận phòng đi. Nhá. Chứ không người đến lúc người okay. Chụp phòng ở đâu đây ạ? À? Đây tập hợp đấy. Thế cái cùng phòng với anh nhá, phích tầm anh cái bộ chân trống này. Chân trống máy quay ở trong này. À, cái chân trống máy quay đấy, đấy. Cầm anh lên. Chân máy rồi chân trống. Cái chân chân máy quay. Rồi. Khách sạn vâng, một cái nhà nghỉ ở Sơn Hải rất là khang trang ạ. Chị Quỳnh Hoan đang dẫn anh em lên nhận phòng. Đoàn cơ đỏ Hà Nội và Việt Nam dừng đến Cần Liêu thì đúng như là lộ trình đã vạch ra 6:30 chiều. Khách sạn rất là khang trang, khách sạn Hải Nam đấy, rất khang trang. Ở đây là bắt đầu vào địa phận giáo sư Song Ngọc ạ. Các anh vâng, thưa các bạn, chúng tôi đang ngồi trên xe ô tô cùng ba bạn cơ đỏ địa phương. Các bạn thì dẫn xem quang cảnh ở cái khu giáo sư Song Ngọc. Vâng, thưa các anh, quán xá có vẻ rất là nhiều đúng không ạ? Như đấy. Vâng, nhưng mà như là không có khách. Các quán xá rất là vắng khách, không có ai, không có khách khứa đấy, quán xá đều rất là vắng. Đấy. Thế các anh có thể lý giải vì sao, tại sao quán xá nhiều mà bây giờ lại vắng khách ngay? À, vì cái ngày trước quán này là đông lắm, đời cứ đổ hù hôm này là có thể cứ quán là hàng trăm khách. Nhưng mà từ cái vụ mà xảy ra bên Lương với bên Giáo là mất sự đoàn kết, cho nên là khách thì họ cũng không lui tới những cái quán này. Dạ vâng, như các bạn đã thấy theo lời giải thích của một bạn cờ đỏ địa phương thì rất nhiều hàng quán ở trong giáo sư Sông Ngọc. Nhưng mà từ hồi bắt đầu xảy ra sự bất hòa giữa bên Lương bên Giáo thì hầu như là các quán xá vắng khách. Vậy ạ, đang giờ ở đây hiện nay đang là 7 giờ hơn, tức là giờ cơm nước ấy ạ. Nhưng mà các quán xá đều vắng tanh khách, không có khách. Quán thì rất nhiều mà không có khách ăn. Theo giải thích của một bạn cờ đỏ ở địa phương thì từ hồi xảy ra sự mà không vui vẻ giữa bên Lương Giáo thì dẫn đến tình trạng hàng quán ế ẩm và dân tình đấy, vâng, dân tình đầy chay, các hàng quán thì chống nữa. Vâng. Vâng, anh có thể nói lại rõ hơn ạ, à, để tôi bật mic ạ, à, Bảo Trâm bật mic. Là vì sao hàng quán lại vắng thế anh? Thì từ cái vụ mà Nam Thục nó bày nó quấy ra thì dân người ta cũng đầy chay. Dân bên Lương này tẩy chay, mà bọn này chủ quán, các quán này là chủ yếu bán cho dân bên Lương, dân dưới bọn tôi đây thôi, nhưng mà họ tẩy chay họ không lên nữa là quán vắng, một số quán đóng cửa không bán nữa, còn một số quán này đêm cứ ngồi chầu có một hai khách của bên Giáo đến thôi, chứ còn bên dưới Lương là không. Hình như là người ta tẩy chay. Cửa đỏ nhá. Bắt đầu đến cửa đỏ. Đây là vâng, các anh đây là địa danh nào ạ mà cửa đỏ đẹp thế ạ? Đây rồi, đến ta đây đó. Cầu này là cầu gì hả anh? Cầu Sơn Hải. À vâng, thưa quý vị các bạn, cầu Sơn Hải rất nhiều cửa đỏ cắm ở trên cầu hai bên. Một cảnh tượng gây tôi sự xúc động rất là lớn lao khi tôi vượt hơn 200 km từ Hà Nội về, bất ngờ gặp ở trên hai thành cầu. Đây cầu Sơn Hải ạ, lá cửa Tổ quốc hai bên rất nhiều. Xuống đi xe. Xuống đi. Đây là nhà tớ này. Trâm này. Dạ vâng. Vâng ạ, chúng tôi đã đến nhà của bạn Quỳnh Hoa, thủ lĩnh cửa đỏ ở Quỳnh Lưu ở Sơn Hải đây.
một cái cửa hàng salon tóc Quỳnh Hoa. Đấy, rất đẹp. Nói chung là chị Quỳnh Hoa là một thủ lĩnh cờ đỏ ở Sơn Hải, đã tiếp đón đoàn cờ đỏ Hà Nội Việt Vision về Sơn Hải. Vâng, cửa hàng rất đẹp của chị Quỳnh Hoa. Đến đây là xuống xe hả bạn? Vâng, bên xuống đây là xuống. À, mình đi, vâng vâng. Các bạn đang theo dõi tường thuật trực tiếp chương trình phóng sự của Việt Vision từ Sơn Hải trên sóng Việt Vision. Cậu quay cửa hàng tới chưa? Rồi, salon tóc Quỳnh Hoan rất đẹp. Vâng, tôi xin nhắc lại, chị Quỳnh Hoan là một thủ lĩnh cờ đỏ ở Sơn Hải. Là người đã rất nhiệt tình cho phong trào cờ đỏ nói chung, và với anh em Việt Vision cờ đỏ Hà Nội thì có rất nhiều tình cảm với chị Quỳnh Hoan, rất là năng nổ nhiệt tình. Chị đã đón tiếp chúng tôi từ lúc chưa dừng chân đến địa phận Nghệ An cho đến giờ đây. Chị đang dẫn tôi đi ăn tối Quỳnh Lưu ở Sơn Hải. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất đau, trong lòng người